Đi đâu? Hả? Chặt lá đi. Đi chặt lá từ chỗ nào đấy? Đi gần.
đi lấy từ đâu về chị? À vâng. Lá này to nhỉ chị nhỉ? Có tiền mua sữa cho con à? Nếu mà quả 25 phân trở lên là em bán, em mua được em bán được, chứ còn em mua lá vé là em mua được.